Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Mỹ Vân Canada. Ngày hôm nay thời tiết Vancouver rất là đẹp và chỉ còn có 4 ngày nữa thôi là Halloween đã tới rồi các bạn. Thì ngày Halloween của năm nay thời tiết rất là đẹp và rơi vào chủ nhật weekend nữa. Cho nên là Mỹ Vân nghĩ là đây giống như một cái lễ hội ở tại Canada. Thì ngày hôm nay các bạn đi cùng với Mỹ Vân đi vào xem là mùa Halloween ở Canada này thì mọi người đi shopping mua sắm như thế nào nhé. Khi các bạn bước vào cửa thì các bạn nhìn thấy cái hình ảnh này đó. Giống như một ngày lễ hội đó các bạn. Quá trời người đi tới đây luôn. Nếu mà các bạn muốn mua cái đồ custom made thì đi tới đây nhá, rất là rộng và nhiều thứ để cho mình lựa chọn. Con mua được cái gì rồi? Show me. Ah, beautiful. Bao nhiêu tiền vậy con? Rồi cho mẹ coi nè. Ok, con có mua mask hay something không? Ok. Thế mình đi xem một xíu nữa. Con chọn một bộ đó thôi hả? Ở đây rất là expensive hả? À? Cái bộ con mua bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền cái bộ đó? 12 cho đến 14 tuổi. Con mở ra cho mẹ xem nào. Nhưng mà không biết con có mặc vừa cái đó không? Đồ này cũng rất xinh. Cái này sao? Không nghe nào vậy. Trời đó mẹ thấy không đẹp lắm đâu. Ở đây rất là nhiều đồ đó các bạn. Mỹ Vân đi một vòng cho các bạn xem nha. Cái này nursing này con. Kia cũng xinh rồi con này nè. List mà cái đó đẹp ha. Bộ này cũng xinh nè. Các bạn đi chọn trang phục với Mỹ Vân nhé. Cũng có nhiều ghê cơ. Mọi năm thì Mỹ Vân hay mua ở những cái chỗ khác. Nó nhỏ lắm, nó không có nhiều. Còn mấy ngày nữa thôi à? Còn khoảng 5 ngày nữa là tới Halloween. Nên các bạn nhìn thấy không, ở đây ai cũng mấy bạn trẻ đó đi tới đây mua rất là nhiều.
Halloween năm nay nó rơi vào weekend cho nên là Mỹ Vân nghĩ chắc là rất đông. Có cả những cái đồ để cho mình make up nè. Ha. Đó. Thì đây. Xinh ha, ok mình đi xuống đây. Không cần một cái mask không? Không à? Mày thấy bộ này xinh này muốn? Mày xinh nè. Hả? Ngâu hả? Không ấy. Ok. Ở đây cũng có nhiều loại lắm các bạn ơi. Nếu mà ai chưa chọn được cho mình một bộ ưng ý thì cứ tới đây nhé. Cái này là khu vực này cho men nè. Mình đi ra xem men nó có cái gì ha. Các bạn men có đủ các thứ luôn. Đồ của men mà sao mặc được. Bộ này cũng xinh nè. Muôn ơi, bộ này cũng xinh nè con. Khi mà Mỹ Vân đi tới cái khu cái shop bên này, Mỹ Vân thấy nó quá lớn và quá rộng đấy các bạn. Cho dù là mọi người đã được, tất cả mọi người đã được chích 2 mũi Covid vaccine, nhưng mà tất cả mọi người ai đi ra cũng phải mang khẩu trang hết. Đây là chỗ này nó public, nó hơi đông người, Mỹ Vân phải mang khẩu trang. Các bạn hơi ghê xíu ha, nhưng mà thôi kệ mình, safety là trên hết nha các bạn. Bây giờ các bạn đi với Mỹ Vân thử chọn một số bộ trang phục Halloween năm nay xem nó thế nào nha. Các bạn thấy Mỹ Vân mặc bộ này được không ta? Nó $49.50. Bộ này có giá là 50 đồng. Tỉnh. Cho kids. Cái này cho kids chứ không phải cho others. Yeah. Đồng nhé các bạn. Các bạn nếu mà bạn nào mà có con nhỏ khoảng 1 year old, cái này có mấy tháng à? 18 đến 24 tháng. So cute ha. 32 đồng. Giá là 50 đồng nha các bạn.
trứng có giá là 38 đồng. Rồi treo cái đó lên đi, xong đưa vào người thử coi xem sao. Mẹ thấy cute đó. Final mình chọn bộ này đi con nhá. Bây giờ con cầm cái đó mình đi một vòng nữa, mình chọn xem có được cái nào nữa không ha. What size? Small. Con show nguyên cái picture cho mẹ coi nó là cái gì nào. À, cái này là cái gì vậy con? Chiếm. Phé. Thank you for watching this video. Today we were at Spirit Halloween. The costumes here aren't that expensive but aren't cheap, but it's really good quality, so come here if you want. Thank you all for watching. Subscribe, like, and share. Sau khi đã đi một vòng thì con gái của Mỹ Vân đã chọn được một món, một cái đồ cho custom Halloween năm nay. Thì Mỹ Vân recommend với các bạn là nếu mà các bạn chưa có cái địa chỉ để đi thì các bạn nên đi đến đây, là cái tên gì vậy con? Halloween. Ok, nằm ở trên downtown. Mỹ Vân sẽ để lại cái địa chỉ cho các bạn nha. Một lần nữa Mỹ Vân cảm ơn các bạn rất nhiều đã quan tâm theo dõi đến kênh Mỹ Vân Canada. Mỹ Vân chúc cho các bạn đón một mùa Halloween thật là nhiều niềm vui ha. Thank you, see you next video. Bye.